vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Chào mừng đến bình nguyên vô tận. Sẵn sàng. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của NMH. Thì clip này NMH sẽ làm về vị tướng đó là Zata anh em ạ. Với Zata thì có lẽ là một vị tướng, mình nghĩ thì thời điểm hiện tại vẫn là một vị tướng chơi tốt. Nhưng mà để anh em bay được thì có lẽ là nhiều anh em cũng chưa biết đó là cách bay. Và vào game thì thường xuyên đó là bị chửi á, bị đồng đội chửi là chuyện bình thường. Nào thì bay như cơ cơ này, rồi chiếm canh cụt các kiểu. Thì thực sự thì Zata thời điểm hiện tại nó cũng có điểm mạnh và điểm yếu của nó. Lúc trước thì toàn điểm mạnh nhưng bây giờ thì cũng có điểm yếu nhá. Thì mình sẽ phân tích cụ thể cho anh em ở trận đấu này luôn. Và hướng dẫn cho anh em đó là cách bay cơ bản nhất. Thực tế thì Zata có rất là nhiều kiểu combo, nhưng mà cơ bản nhất để anh em bay được thì anh em cần chú ý. Giai đoạn đầu game thì mình farm xong 5 lính sang check bua nhẹ của tém bên địch một xíu. Để biết đó là tém bên địch đó là ăn bua nào, xíu nửa tém bên mình sẽ dễ chơi hơn. Với Zata thì phải lên level 4 mới mạnh được. Chứ level 3 thì đáng con đó là khá là yếu, phải có bay, phải có chiêu cuối, Zata mới phát huy đó là tối đa sức mạnh. Kèo đối đầu đó là Dirac, thực tế thì Zata đối đầu với Dirac thì mỗi chất tướng thì có mỗi điểm mạnh khác nhau. Nhưng mà để solo thì có lẽ là mình nghĩ là Zata vẫn hơn đó là Dirac nếu mà anh em bay tốt được. Bây giờ thì mình chờ đám lính này xong rồi mình sẽ farm để lên được level 4 nhá. Hiện tại thì chỉ mới level 3, lên level 4 thì đi gánh đó là sẽ hiệu quả hơn. Ok, bây giờ lên level 4 này, sẽ xuống đó là gánh cái đường tà thân một xíu. Bây giờ thì mình sẽ núp nơi bụi này nhá. Mình nghĩ thì top tém địch thì cũng sẽ lên. Và pha này thì mình sẽ bắt này, khi đi gánh em đừng để lộ tầm nhìn. Và pha này thì chắc chắn đó là mờ ăn gà tém địch lên bảng điểm số rồi. 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, tốc biến lại chơi luôn này. Thế anh em thấy thì mờ ăn gà tém địch thì cũng khá là thông minh. Tức là khi mình bay á, thì nó chui vào bụi cỏ thì mình sẽ không có tầm nhìn. Không có tầm nhìn thì không gây được sát thương. Đó là một điểm yếu mà hiện tại bây giờ đó là giá ta không còn đó là bị cấm nữa. Tức là khi anh em cất cánh lên, đối phương chui vào bụi cỏ phạt mất tầm nhìn, không gây được sát thương. Thì khi đó thì sẽ cực kỳ là phế. Nên là vì thế thì anh em cố gắng mang cái tốc biến dành cho mình. Có tốc biến thì sẽ ok hơn. Mờn gà tém địch bay hơi khẹt. Ok. Bay hơi khẹt đó. Bình thường, mới một phát thôi bạn ơi. Xíu nữa gánh cho vài phát nữa. Thì bây giờ mình lại có chiêu cuối rồi này. Hiện tại thì đáng thấy tầm nhìn của rừng tém địch. Bột sánh của tém địch thì vẫn còn. Thì chắc có lẽ là phá này sẽ cướp luôn được là con bột sánh của rừng tém địch anh em ạ. Mịt tém địch, đi rắc thì cũng lại hỗ trợ rồi. Superman tém mình thì chỉ còn xíu máu kia, rất máy là vẫn chạy được. Thì bây giờ mình sẽ cướp con búa sánh của tém địch trước đã nhé. Ôi ông này cho cơ hội về mà không về này. Này thì không chịu về này. 3 điểm, 4 điểm này, 5 điểm này, lên bảng điểm số này. Ôi thôi xong rồi, pha này gặp ngay là chủ hề mà ăn gà rồi. Thôi toán rồi anh em ạ. Pha này mà mình thấp máu thế này thì đi qua trù thì cũng bị trù bắn lên bảng điểm số. Mà ở lại thì cũng dính ngay mà ăn gà và cuối cùng thì mất cái điểm hạ gục rồi. Một cú kéo chuẩn xác đến từ vị trí của Grab, một cú đó là hút cùng rất chết chuẩn xác. Sử dụng lóng tỏi đến từ vị trí của Tá Chí, nhưng mình nghĩ pha này để mà chạy được thì cũng hơi vất vả ấy. Ôi Tá Chí vẫn chạy được một xíu kia, vẫn sống kia. Quá là hay đến từ vị trí của Tá Chí luôn. Mình chuẩn bị có chiêu cuối này, rồi pha này cất cánh luôn này. Một người, hai người, ba người, bốn điểm, năm điểm, rồi chắc chắn thì lên bảng điểm số. Double cứu dành cho Superman luôn. Pha này thì bắt luôn mà ăn gà này chạy đâu bạn ơi. Thì chiêu cuối rồi thì sử dụng đó là combo chiêu 1 và chiêu 2. Tiện mờ ăn gà tém địch lên bảng điểm số. Đối với chất tướng đó là Zata thì thích hợp nhất là gặp những chất tướng đó là kém cỡ đồng. Thì khi đó anh em bay sẽ dễ hơn. Còn dạng gặp như Na này, Murat này, Elando này, rồi các vị tướng đó là cỡ đồng khác thì thực sự rất chi là khó để bay được. Bay thì bay được nhưng mà lượng sát thương gây ra thì rất chi là khó. Bởi vì hiện tại thì điểm yếu của Zata đó là chiếu cuối, anh em không còn đó là thấy tầm nhìn đối phương trong bụi cỏ nữa. Kèm theo đó một điểm yếu nữa đó là tầm nhìn khi anh em bay lên. Khoảng cách mà anh em gây sát thương đến từ chiếu cuối sẽ bị giảm. Đó là những lý do vì sao Zata thời điểm hiện tại thì khá là yếu. Nhưng mà điểm mạnh của Zata bắt đơn mục tiêu tốt này.
Và khi cất cánh lên mà anh em tích được 5 điểm thì khi đó thì lượng sát thương cũng sẽ rất là dồi dào. Hiện tại bây giờ mình vẫn đang còn chiêu cuối, nhưng mà tém bên mình thì ai cũng thấp máu cả rồi. Mà bắn vào trụ phá đó thì khá là mạo hiểm, nên là mình sẽ quyết định rồi rút lui lại một xíu anh em ơi. Xạ thủ tém mình thì định biến về nhưng mà thấy đâm lính nên là ở lại đã anh em ạ. Những pha này thì bay được này, rồi bắt luôn Grak này chạy đâu. Tiện Grak lên bảng điểm số. Và anh em thấy thì pha đó thì Elsu tém địch đó là đáng tăng hình á. Nên là mình cũng không gây được sát thương nữa. Nhưng mà chắc chắn thì Elsu thì có thể chạy được, chứ cái trụ này thì chắc chắn là không chạy được rồi. Có cái trụ đường rông, vậy là một phá gọi là gánh khá là thành công. Bây giờ di chuyển về ở đường giữa thôi. Với giá 3 thì bộ chiêu thức như thế nào thì mình sẽ phân tích qua cho anh em như sau. Chiêu thứ nhất thì gọi là ứng gao, anh em quăng theo hướng chỉ định. Trúng thì gây sát thương, nếu mà trúng mục tiêu gọi là bẫy đàn xá nhất á, thì đó là lượng sát thương sẽ lớn nhất nhá. Chiêu thứ hai thì anh em cũng theo hướng chỉ định thôi, có lốc đi và lốc về. Trúng tướng địch thì gây sát thương và làm chậm tướng địch. Và chiêu 1 và chiêu 2 của vị tướng gia tá này anh em kết hợp thì gây lượng sát thương sẽ tốt nhất đến từ nội tài của vị tướng gia tá. Tức là chiêu thức chồng lên nhau thì sẽ gây nổ đám và lượng sát thương lớn. Rồi pha này thì mình đó là sẽ cất cánh này và tiền mà Anga tém địch lên bảng điểm số một lần nữa. Còn chiêu cuối của vị tướng gia tá thì anh em dùng để đó là cất cánh. Anh em kích hoạt chiêu cuối và anh em sử dụng nút di chuyển để cất cánh nhá, chứ không phải là sử dụng chiêu cuối để cất cánh đâu. Nên là những anh em nào mới chơi chưa biết thì hãy lưu ý điều đó. Tức là sử dụng chiếu cuối, rồi sau đó sử dụng nút di chuyển để anh em lượt và cất cánh. Một điểm nội tài của vị tướng đó là gia tài anh em cần lưu ý, đó là đòn đánh thương thứ 3 thì sẽ gây thêm đó là sát thương phép. Thì đó về bộ chiếu thức và nội tài của vị tướng gia tài. Còn gia tài bay như thế nào cho hợp lý, và đôi lúc đó là anh em cũng phải đó là tự nhiên phải ngừng bay và quay xe. Bởi vì khi anh em nhận thấy tém bên địch khá là đông mà anh em gọi là bay lên vẫn chưa đủ cái lượng sát thương gây vào tướng địch, thì cho dù như thế nào đi chăng nữa anh em cũng phải đó là quay xé nhá, không thể bay lên được. Bởi vì bay thì không hạ gục được tướng địch, mà anh em bay vào không đủ sát thương thì chắc chắn là tướng địch sẽ gây đám vào anh em và anh em lên bảng điểm số thôi. Hết bay thì gia ta rất chỉ là kém cơ động. Nên là vì thế anh em mà bay mà không hạ gục được tướng địch thì rất chỉ là dễ đó là bị áp và lấy trở lại. Như những pha này thì có thể bắn thoải mái này, bởi vì tướng địch thì khá là thấp máu và chắc chắn là bay thì sẽ có màng rồi, nên là ok. Cách bay của gia ta như thế nào chưa hợp lý thì bình thường nếu mà anh em bay dễ nhất á, thì anh em thấy thì dưới thanh máu của vị tướng gia ta có 3 điểm đúng không? Anh em sử dụng chiêu 1 một phát rồi anh em kích hoạt chiêu cuối sử dụng nút di chuyển để bay là anh em đương nhiên có 3 điểm là anh em cất cánh được liền. Nhưng mà để bay đó là nhiều điểm để phát huy cái lượng đó là sát thương tối ưu nhất. Anh em thấy thì dưới đó là thân minh của gia tá, dưới thanh máu của gia tá có 5 điểm. Nếu mà anh em có 5 điểm đó, thiên rực bay lên thì lượng sát thương sẽ được tối ưu nhất. Tức là anh em có thể là sử dụng chiêu hái này, rồi kích hoạt chiêu cuối để kích hoạt là chế độ bay. Tiếp đến thì anh em gọi là sử dụng đó là nút di chuyển để bay. Bên cạnh đó thì anh em kết hợp là có chiêu hái và chiêu 1 thì anh em sử dụng đó là cung. Đặc biệt thì chiêu hái và chiêu 1 đó là chạm nhau nữa thì gây là nổ đám cực kỳ là tốt. Bên cạnh đó thì anh em tích cực đánh thương giao minh và sử dụng là nút di chuyển để tích thêm điểm. 5 điểm thì anh em cất cánh thì lượng sát thương sẽ được tối ưu nhất. Rồi pha này thì mình sẽ dí theo rừng tém. Ôi thôi xong rồi, bật quả cầu bắn xương để từ rừng tém địch. 1, 2, 3, 4 5 người lên anh em à. Thôi xong rồi pha này thì đấy là điểm yếu của vị tướng gia ta anh em à. Khi cất cánh lên mà không gây được sát thương, không kết thúc được mục tiêu một phát đó thì gia ta kém cỡ đồng và cuối cùng thì mình cũng phải lên bảng điểm số rồi. Tưởng là phá đỏ ngón anh em á, ăn được rừng tém địch ai dè rừng tém địch vẫn đang con đó là cái quả cầu bắn sướng nữa. Hơn nữa phá đỏ mình cũng hơi hùng lưu nữa, bay đó là vào ra chứ là đống người, mà đống người thì bị chia sát thương nữa. Trận đấu này thì tém bên địch chất tướng cũng rất chỉ là khỏe và khó chịu. Đó là có đó là Grab cũng khó chịu này, thêm đó là Elsu kiểm soát tầm nhìn tốt nữa. Tém bên mình thì cũng ổn, Joker thì nói chung cũng được. Tém bên địch thì có khá là nhiều sát thương phép nên là Joker cũng bị rồi là hạn chế một phần nào thôi. Nhưng mình nghĩ thì cũng không sao cả. Để chơi tốt đó là vì tướng gia ta thì mình nghĩ cũng khó. Nhưng mà để chơi được thì mình nghĩ là dễ thôi, để anh em bay được thì dễ. Còn để anh em phát huy tối đa sức mạnh thời điểm hiện tại thì khá là khó. Kể cả các bệt gia ta thì cũng khó chứ không phải là nói riêng mình.
Bởi vì hiện tại bây giờ, gặp những chất tướng nó cỡ đồng, nó truy vóc bùi phạt không kể. Đó là thấy tâm nhìn nửa và cuối cùng thì không gây được xoa thước. Đó là những điểm yếu mình không thích của giá đá thời điểm hiện tại. Thì tất nhiên rồi, mạnh quá thì phải giảm thôi, đó là điều đương nhiên anh em ạ. Chứ mạnh mãi thì gọi là áo tú cấm rồi. Như lúc trước thì toàn là áo tú cấm, còn thời điểm hiện tại thì chơi giá tá thoải mái thôi. Gần như là lên cao thủ và chiến tướng thì người ta không cấm giá tá nữa. Ok, thì pha này thì đáng thấy tâm nhìn của xạ thủ tém đích này. Rồi, bay luôn này, chạy đâu. Ôi, xạ thủ tém đích sử dụng chiêu cuối để vào được rồi. Mình thì sử dụng chiêu vật, Grak tém đích chỉ còn xíu máu. Một chấm máu đến từ Grak nhưng mà không lên bảng điểm số. Ôi thôi xong rồi, pha này gặp ngay cái ứng tràm rồi. Mình tưởng là chui vào bụi để đó là mất tâm nhìn á. Ai dè là gặp ngay cái ứng tràm của áo số đặt trong bụi á. Và cuối cùng thì mình cũng lên bảng điểm số. Hơi khó đấy anh em ơi. Khi mà lao vào trụ thì thực sự bay vào trụ thì hơi khó. Mà không kết thúc được mục tiêu thì đối phương quay trở lại xả thật thường thì mình cũng hết chạy luôn. Thì bây giờ thì chắc là phải cẩn thận hơn xíu nữa anh em ạ. Nãy giờ thì hơi hùng lưu á, bay vào thì toàn lấy một xíu máu chưa kết thúc được mục tiêu. Mà anh em biết rồi, cứ một xíu máu mà không kết thúc được thì đối phương xả lại đám thôi. Nên là sẽ hết sức trở lại cẩn thận hơn xíu nữa nha anh em. Cảm thấy lương đám tụt thì mình sẽ lao vào sau thôi. Bây giờ thì nhận thấy có một pha giao tránh. Thì pha này thì chắc là lại bay được này, cất cánh được này. Éo xuống ngắm với chúng tôi này. Này thì ngắm với chúng tôi này, chạy đâu. Này thì ngắm này. Nhanh thế, vừa cả tốc biến vừa cả đó là chiêu cuối luôn. Nhưng mà cuối cùng thì cũng bị Superman tém mình ủi lên bảng điểm số. Bây giờ thì có một pha giao tránh, hết chiêu cuối. Thì sử dụng chiêu 1 và chiêu 2 thôi. Một pha trao đổi thì một đổi 2 dành cho hai bên. Ôi, Superman tem mình liều thế. Superman tem mình chỉ còn xỉu máu nhưng vẫn bắn vào rồi. Pha này mà đuổi theo mình là mình có chiêu cuối đấy. Này thì đuổi theo, này thì cái tôi đuổi theo này. Lúc này thì đuổi theo do là mình hết chiêu cuối rồi. Còn mình mà đang còn chiêu cuối thì chắc chắn là mở ăn gà khó mà có cửa để ăn được xa ta rồi. Bởi vì mở ăn gà mà tích được 5 điểm để có thể sốc đám được mình thì khi đó mình cất cảnh được rồi. Mà cất cảnh được rồi thì anh em biết rồi, liệu sát thương đó là zone đơn mục tiêu thì giá ta rất chứ là dễ ăn được á. Về phần trang bị dành cho giá ta thì mình sẽ lên như sau. Đầu tiên thì dây kiên cương để kháng hiệu khống chế. Tiếp đến thì xuyên tâm lành có khả năng đó là xuyên giáp phép tốt. Tiếp đến thì sẽ lên cho nó một món đồ đó là giảm hồi máu, đó là cái sách trúi hôn. Món đồ thứ tư thì mình sẽ lên cho nó đó là cái vương biển để giúp gia tăng cái lượng công phép. Món đồ thứ năm thì quả cầu băng sướng để né đám và cuối cùng là sách thánh. Phần này thì mình sẽ đó là cất cánh luôn này. Và chắc chắn thì phần này đó là lên bảng điểm số đến từ vị trí của Drak tem đích rồi. Mình thì phải tốc biến bỏ chạy bởi vì tem bên đích thì ba người đang đuổi theo. Và anh em thấy thì pha đó mình mà không có tốc biến thì chắc chắn là mình lên bảng điểm số rồi. Hết bay rồi thì rất chi là khó. Ta chi tem mình thì cũng rất chi là trâu bò. Nhưng pha này thì liệu có chạy được hay không? Vẫn chạy được đến từ vị trí của ta chi kia. Hay quá. Thì bây giờ đang thấy tầm nhìn của tem bên đích nha. Mình có chiêu cuối rồi nè. Superman tem mình thì đang đó là khép góc. Tưởng là pha đó Superman đẩy lại thì mình bay là vừa đẹp á. Rồi ok, pha này thì bay được nha. Rồi cất cánh nè. Sử dụng chiêu hái này, sử dụng kỹ quả chiêu cuối, sử dụng đột di chuyển. Bên cạnh đó gặp tướng đi thì cố gắng đánh thương và sử dụng chiếu nữa. Tiền đó là hai người lên bảng điểm số double kill dành cho mình. Nhưng mà khi hết chiếu rồi thì anh em thấy điểm yếu, hết chiếu thì chắc chắn là nằm xuống thôi. Bởi vì tem bên đi thì cũng rất chỉ là đông mà pha đó thì mình bắn trụ để bay nữa. Thì rất chỉ là rụt khó mà rụt ra được phá đó. Nhưng mà dầu sao thì cũng ăn được double kill, vậy là ổn rồi. Bắt được đó là tốt tém địch và bắt được là xạ thủ tém địch, vậy là ok. Giá ta thì cũng có thể phân nào đó là khắc chế đó là giáo sú của tém bên địch được. Về phần phù hiệu thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu đó là má chủ nổ đám. Ví dụ anh em sử dụng đó là chiêu 1 và chiêu 2 đó là chạm nhau lượng đám tối ưu nhất rồi. Thêm má chủ nổ đám nữa thì lượng sát thương của anh em cũng sẽ ok nhất. Kết thúc mục tiêu một cách đó là nhanh nhất. Hiện tại thì có một pha giao tránh, tem bên mình thì lên bảng điểm số 2 người, tem bên địch thì cũng vậy. Nói chung thì một pha trao đổi ngang bằng nhau thôi. Về thị trấn thì lượng trụ tem mình nhìn hơn, nhưng mà nói chung thực tế thì tầm này thì bên nào combat tốt hơn phạt thì đẩy thống trụ là chuyện bình thường. Đang nhận thấy manga của tem bên địch này, pha này thì sẽ lại bắt được nhá. Bắt luôn Superman ơi. Ôi Superman tem mình chạy rồi à. Bắt luôn đấy, ngài ngu cái gì mà không bắt. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu mà anh gái ơi. Rồi,
Pha này thì chắc chắn Muranga hết chạy rồi. Mới chỉ 2 điểm thôi mà Muranga lên bảng điểm số rồi. Mình vẫn đang đọ tích đấy để xem tem bên đích có ai thì để mình bay nhá. Nhưng mà hiện tại thì không có ai ra cả nên là thôi anh em ạ. Quay xe đến từ vị trí của đi rắc tem đích rồi pha này này. Hết chiêu thì sử dụng chiêu 1 và chiêu 2 rồi, anh em thấy nổ đám to chưa? Nổ đám đến từ đó là má chủ nữa, nổ đám đến từ đó là nội tài. Chiêu 1 và chiêu 2 thực là chiêu thức trùng nhau thì gây thêm sát thương nữa. Và anh em thấy thì đi rắc tem đích đó là mất 4,5 lượng máu. Ok, pha này thì mình sẽ cất cánh luôn này. Ô, làm gì đấy, làm gì đấy, làm gì đấy. Nhưng mà hiện tại thì anh em thấy thì rắc tem đích cũng có huấn chương trói, nên là khắc chế những vị tướng sát thương phép khá là tốt. Lượng đám của mình bay lên thì không đảm bảo được đó là có thể kết thúc được. Chủ yếu là mình bay những vị tướng máu dày thôi. Phút thứ 15 trôi qua, màn đêm buông xuống, con tà thân xê giáp phút thứ 15 cũng đã xuất hiện. Ăn được con tà thân xê giáp này, tem bên mình sẽ có con rồng tiến phong cực kỳ là khỏe luôn. Với con rồng tiến phong này thì không cần lính vẫn có thể lấy trụ được. Bây giờ thì tấn công nha, bởi vì giai đoạn về sau thì tem bên mình là chất tướng không phải là mạnh nữa. Ví dụ như dốc cớ này, văn ná, ở giai đoạn cuối game thì không phải là chất tướng mạnh nên là trận đấu này kết thúc được thời điểm hiện tại. Với lời thế đó là có con rồng tiến phong là tốt nhất. Superman thì cũng có thể tạo được đột biến, nhưng mà thực tế thì lượng đám chủ lực đó là xạ thủ và rừng tem bên mình á, thì giai đoạn cuối game cũng không mạnh và giá tà thì chất tướng cuối game. Trong combat tổng thì cũng không phải là quá mạnh. Anh em phải vào là 6 một nhịp, chứ anh em mà vào trước á, bởi vì lượng sát thương vào trước mà bị chia đám thì chắc chắn không thể kết thúc được mục tiêu. Nên là anh em phải vào 6 dành cho mình nhá. Cứ cầu rỉa băng đó là chiêu 2 và chiêu 1 dành cho mình, cảm thấy hợp lý thì anh em băng vào. Ví dụ như pha này chẳng hạn này. Bây giờ mình băng vào phạt thì chắc chắn là lên bảng điểm số liền, nên là mình cứ cầu rỉa băng chiêu 1 và chiêu 2. Ok, pha này thì nhận thấy tém bên đây cũng khá là thấp máu. Và khiến của đi rắc thì đã đó là mất rồi, nên là pha này mình có thể bắn trụ và chơi được này. Tiền một người lên bảng điểm số này, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm này. Mất tốc biến đến từ vị trí của đó là SP tém đích, mình bắt đi quả cầu băng xương để nề đám. Tiền hai người lên bảng điểm số và anh em thấy thì chỉ còn đó là gờ rắc nữa. Mục tiêu của mình bắt được xạ thủ tém đích, vậy là thành công rồi. Kẹp góc được SP tém đích nữa, còn 5 giấy nữa là hồi chiếu. Thì pha này thì mình sẽ đó là bay luôn nha. Và chắc chắn thì trận đấu nó sẽ kết thúc ở đây rồi. Với bảng ngọc dành cho vị tướng gia ta thì anh em lên cho mình như sau. Ngọc đỏ 1 viên chỉ mang, 9 viên cống phép và xế giáp phép. Ngọc tím 5 viên tốc đánh tốc chay, 5 viên cống phép và hụt máu phép. Và ngọc xanh tốc đánh và xế giáp phép. Và trận đấu kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Bye bye. Chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thành công.